Các bạn đang cùng với Bình Minh gặp gỡ với nhà giáo ưu tú võ sư Nguyễn Thu Vân trong chương trình Hãy Nghe Họ Nói. Vâng, để đưa võ thuật vào sân khấu, cô đã góp một phần không nhỏ vào việc thay đổi diện mạo của nền sân khấu Việt Nam. Không những thế, cô còn tạo dựng được tên tuổi của mình trên đấu trường quốc tế. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với người phụ nữ đầy bản lĩnh này. Dạ thưa cô, bạn bè quốc tế biết đến cô trong trường hợp nào ạ? Dạ thưa quý vị khán giả, là bạn bè quốc tế biết tôi là qua nhân dịp năm 92, lão võ sư Nguyễn Đức Mộc có mời tôi qua Paris biểu diễn và giảng dạy cho các em ở bên Paris. Thì từ năm 92 đó thì tôi dạy được 2 tháng thì các bạn ở bên Pháp rất là thích. Sau đó là đến năm 98, rồi năm 2007 tôi đi tất cả là 3 lần qua Pháp. Thế nhưng mà đầu tiên là tôi cũng rất là lo, tại vì khi mà được mời á, thì mình biểu diễn thì cái nghề biểu diễn là nghề của mình rồi, mình không có lo. Nhưng khi sang dạy á, thì trước những môn sinh nó có toàn mất 8, mất 9 và nó to đùng. Tôi thì bé tí, vừa lùn vừa gầy vừa già, nó đứng thì cứ lọt thỏm mà. Mà nó nhìn bằng cái cặp mắt nó lạ lẫm lắm, chả hiểu cái bà này là gì mà lại đi dạy võ. Nên là một số nhìn cái ánh mắt của các bạn bên đó thì mình cảm giác là mình cũng rất lo. Thế nhưng mà sau khi mà chúng tôi xác định lại là phải để cho các bạn hiểu được thế nào là võ của Việt Nam, mà chúng tôi đã được các thầy, các cố võ sư, rất nhiều các bậc nghệ nhân, nghệ sĩ đã dạy cho tụi tôi trong vòng 50 năm. Thì lúc đó tôi qua thì tôi cũng 58-60 rồi, thì cũng lớn tuổi rồi. Thế nhưng mà nhờ những cái đòn thế tuyệt chiêu của các cố võ sư cho mình thì đã chinh phục được hoàn toàn các bạn. Là các bạn đã bắt đầu xếp hàng răm rắp học. Thì tôi nói cái điều đó là tôi rất là mừng. Vậy là 3 lần cô đã sang bên Pháp. Vậy thì ngoài những cái ấn tượng như vậy, cô còn những cái ấn tượng nào khác hơn đối với các học sinh nước ngoài không ạ? Đối với các em nước ngoài thì phải nói là các em yêu võ Việt Nam mình cực kỳ luôn. Nhất là những cái bài thì các em đã thích rồi. Nhưng mà khi phân thế là cái động tác này để làm gì? Ví dụ động tác này ta đánh để làm gì, động tác này làm gì, hoặc đấm là gì, thì khi phân tích là các bạn nó hiểu được rồi, nó yêu lắm, mà nó thích lắm, mà nó cảm phục lắm. Ví dụ như những cái đòn như là ông thầy tôi dạy này, cái bạn kia nó vừa đứng lên một cái là tôi gài cái chân nó té cái rầm. Thì các bạn không hiểu làm sao tôi bé nhưng mà té, nhưng mà đó là cái luật đòn bẩy, gài chân vào nhấn gối, thì sơn u với sơn u nhấn một cái là nó té. Thì những cái nhích nhắc đó thì làm cho các bạn nó cảm giác là cái võ Việt Nam mình tại sao nè, bé dạy mà lại thắng được lớn. Thì nhưng mà mình chỉ hiểu là các thầy dạy các con nhỏ, nhưng mà Việt Nam mình nhỏ nhưng mình lách nhanh, thì các con cứ làm sao mà lách thật nhanh những cái đòn họ tấn công, sau đó là mình cứ đánh vào những cái điểm huyệt. Thì chúng tôi cứ nói chọc đùa là đánh vào công ty thoát nước đó. Là tôi cứ mét 8 thì mình cứ vào công ty thoát nước, nó là thế nó cô chỉ... Thế còn trung tâm nghe nhìn thì sao ạ? Thế còn trung tâm nghe nhìn thì bỏ luôn ạ? Các bạn thấy trung tâm nghe nhìn, vừa nghe vừa nhìn thôi thì nó đánh chết. Tại vì nó to lắm mà nó đánh nó không biết dừng đòn. Nó đánh là nó bổ. Nếu mà võ sư mà không kịp thì chết như chơi. Thì mình cũng phải hết sức là chú ý. Nó nhích vai mà cái là mình biết nó đánh tay này thì mình phải chuẩn bị liền. Hoặc nó nhích chân cái là phải biết. Cho nên là ông thầy tôi dạy là khi con học võ thì con phải có thân pháp, bộ pháp, tấn pháp, nhãn pháp, cước pháp thật giỏi. Mắt là để nhìn, tay thủ làm sao cho nó kín, chân đá thật lẹ đó, thân pháp phải nhanh để thoát đòn thoát hiểm. Thì những cái điều đó mà cái bộ trụ tấn là phải chắc. Các bạn biết là xây cái nhà mà cái tấn không chắc nó đổ, thì hai cái chân trụ phải thật chắc. Cho nên là chúng tôi chinh phục được các bạn là như vậy. Đồng thời tôi lại là một nhà giáo, tôi là một nghệ sĩ, cho nên là tôi cứ lồng nó tiết mục vào. Ví dụ như là một bạn học sinh ngoại quốc cầm một cái bóp, tôi cho một người giật thì bạn nó đánh thì các bạn rất thích. Những là cái tiểu phẩm để các em tự vệ được ngoài đời nếu em cặp cướp đó, hoặc là những cái vật dụng của người Việt Nam như cái sáo thổi thì tôi cũng trở thành một cái động tác để đánh được. Hoặc cái quạt của người Việt Nam, chúng ta quạt thế này nhưng mà đánh tao cũng đánh mày được đó. Hoặc là cái dây lưng của người phụ nữ Việt Nam thắt để làm đẹp, nhưng mà có cái đồng tiền á, khi mà địch chém này tôi cũng quấn được và tôi cũng giật được binh khí của tụi nó. Thì tôi chỉ nói là đây là những tài sản chung của thế giới. Thưa quý vị, là tôi 2 lần dự ở cái đại hội thế giới mà có rất nhiều nước về dự ở Bình Định.
thì mình tự hào vô cùng. Tại vì rất nhiều các võ ở thế giới mà tại sao họ lại tập trung về Bình Định để họ giữ về cái võ Bình Định của mình. Thì tôi mới thấy là các bạn nó rất ngưỡng mộ cái võ Bình Định của mình. Vừa độc, vừa đẹp mà vừa hữu hiệu khi mà chiến đấu. Cái điều đó là cái điều mà tôi tâm đắc nhất. Mà tôi cũng vô cùng tri ân tất cả các cố võ sư. Các võ sư đã cho chúng tôi những đòn thế đẹp để chúng tôi đi đưa vào sân khấu. Tôi là người giáo viên dạy 40 mấy khóa cải lương. Nếu không có những cái đòn thế đó, chúng tôi không dạy nổi. Khi đứng một thế tấn của Hai Bà Trưng, nếu chúng tôi không biết cái thế đinh tấn, thì tôi chỉ minh họa một chút để các quý vị xem. Dạ vâng, xin mời cô ạ. Hai Bà Trưng đề tiến quân, mà tiến quân thế này, các bạn thấy có tiến không? Cái chân thế này thì thấy yếu xìu à, nhưng mà tiến binh thì thấy Bà Trưng rất mạnh, còn tiến binh là chết rồi đó. Quả thật là rất thú vị phải không các bạn? Nếu như chúng ta mà không được trò chuyện với cô Nguyễn Thu Vân ở đây thì chắc chắn là sẽ không thể nghĩ được rằng là hiện tại trong cơ thể cô đang mang trọng bệnh. Và Bình Minh thấy cô rất là mạnh mẽ, vẫn còn rất mạnh mẽ. Dạ thưa cô, cho Bình Minh hỏi thêm một chút xíu nữa là trong 3 lần cô đi Pháp, đi giao lưu như vậy thì cô đã để lại được ấn tượng rất là tốt. Thì trong quá trình làm việc ở bên đấy thì cô có gặp những khó khăn gì không ạ? Một cái điều khó khăn nhất của tôi là ngoại ngữ. Tại vì như các bạn biết, võ bao nhiêu tôi học cũng được, nhưng mà ngoại ngữ thì rất dở. Cho nên là cái lúc giao tiếp với các bạn á, thì nó nói nó nghe, mình nói mình nghe. Nhưng mà được cái là được cái là chúng tôi có cái phần diễn xuất, chúng tôi nói là nó hiểu Việt. Quánh vào đâu, quánh thế nào, đánh cái kiểu nào là tôi, hoặc là hầu như thế nào, xà thế nào. Thì cách diễn xuất của tôi thì nó biết liền. Là do cái minh họa mà mình là người quen dạy cái môn này rồi, thì minh họa cho các em rất hiểu, các em rất thích. Thế nhưng mà cái điều mà khó khăn nhất tụi tôi á, là khi dạy á, thì các em nó cao quá. Đó, mình phải minh họa thế nào được để mà đánh được á, thì chỉ có buồn là cái sức lực mình thôi. Nhưng mà sau đó thì tôi nghĩ ra một cách, là ma đam đánh thì ma đam đánh như vậy, nhưng mà cũng đòn như vậy, nhưng mà hai người ngang tầm cỡ nhau thì sẽ hiểu võ Việt Nam như thế nào. Còn ta đánh thì cứ nói là ma đam đánh yếu, tại vì ta hết pin rồi, 64 tuổi rồi đòi đánh mạnh như là các bạn đâu được. Nhưng mà đánh chỗ nào là chết chỗ đó. Đó thì nhưng mà khi mà cái đòn thế của mình mà đồng trang, đồng lứa, đồng cân thì rất hữu hiệu cái phần đó. Nhưng mà cái phần mà biểu diễn á, thì chúng tôi không lo. Như cái phần minh họa thì cái đòn thế của ông cha chúng ta đã giúp chúng tôi rất nhiều. Cho nên 3 lần đứng vững được trên trường quốc tế, 3 lần là vì nhờ những cái đòn thế. Thì thực sự nguyên tắc của nghề võ, các quý vị biết, các thầy ít cho học linh tinh lắm, một thầy một trò thôi. Nhưng mà tôi học được rất nhiều thầy. Thầy nào đến cũng thương, cũng xin, con xin thầy để con đưa vào sân khấu. Vì đóng một cái thằng du đãng nó oánh kiểu nào thầy phải cho con. Nó cầm cái dao nó đâm cái này nè, thì thầy cho con để khi lên con diễn tả khán giả mới hiểu. Nó cầm cái mũ, nó hút thuốc, nó búng thuốc, nó hút cái can, nó thọc hai tay vào, nó ôm cái này, người ta tưởng nó ôm làm gì, nhưng đằng sau là cái mã, nó chém người ta. Thì tất cả những cái đó là mình phải tìm tòi. Các thầy cho, các thầy thương, con học để đưa vào sân khấu à, đưa vào điện ảnh à, thì thầy cho. Chứ bạn đưa mà để đánh lộn hay là đấu đài thì các thầy giấu. Nhưng mà tôi cứ năn nỉ, cứ thầy nào đến cũng năn nỉ, cũng xin, thì thầy nào cũng thương. Vì thực tế là các quý vị biết á, cái lịch sử của chúng ta đã qua rồi. Bây giờ chỉ còn tái hiện lại ở trên sân khấu và điện ảnh thôi. Tôi bây giờ lại được may mắn là được đạo diễn Lê Dân giao cho trách nhiệm là chủ nhiệm câu lạc bộ UNESCO võ cổ truyền Việt Nam. Nhưng bây giờ phải tập hợp các bạn các cơ vô, tập thế nào? Mà tôi lại phải tập hợp rất nhiều các thầy giỏi đến dạy, để cho các bạn biết khi mà bên nước Mỹ mời thì đánh kiểu gì, Hồng Kông mời thì tao phải đánh kiểu gì, Nhật mời tao đánh kiểu gì, Ấn Độ mời tao đánh kiểu gì, chúng ta đều phải học hết. Vĩnh Xuân thì đánh kiểu nào đó, rồi là bên kiếm Tây thì hôn kiếm đâm thế nào là mình cũng phải học. Khi mình người biên đạo chúng ta không nắm thì chúng ta không thể nào. Bây giờ nói đến ông kiếm Tây mà giờ võ tàu ấy đánh thì người ta cười liền rồi đó. Mà vừa người Việt Nam mình mà lại ông Nguyễn Huệ mà cái cầm cái kiếm Tây ra múa thì người ta cười. Phải cầm đại đao, phải cầm đao, phải cầm kiếm. Thì nếu chúng ta không am hiểu thì khi làm cái tái hiện lịch sử đó thì sẽ làm con em chúng ta không hiểu hết được cái oai hùng. Là một ông danh gióng
trong chuyện cổ tích người ta xem mê như vậy, nhưng mà người diễn viên làm biếng, không chịu học đến nơi đến chốn, cầm cái cột rớt cái bịch, thì sẽ gây một cái ấn tượng không hay một tí nào cho khán giả cả. Vì trên sân khấu không chữa lại được, nhưng điện ảnh chúng ta có quyền chữa được. Vì trên điện ảnh các bạn ơi, rất dễ, chúng ta nhảy từ trên nhảy xuống, nhưng chúng ta nhảy đây, nhưng mà quay cái máy ngược lên là các bạn vỗ một cái các bạn bay lên nóc nhà rồi. Đó. Mà khi đá một cú đá đảo sơn, nếu chúng ta không biết dừng đòn thì cái người mà phụ với bạn, ví dụ tôi đá em, tôi đá một cá rầm mà tôi không biết dừng đòn, em bị trúng đòn, em mặt em sưng vù mai á, hai ngày chưa ai nhận em. Thế nhưng chúng tôi điện ảnh có cách ăn gian là chúng tôi sọc cái bàn tay tôi vào đôi giày, vào cái quần, cứ thế là tôi mổ đủ kiểu. Máy camera quay vô thì thấy cái đôi chân, vẫn thấy chân dạ, liên tục mà không nguy hiểm cho người diễn viên. Đó. Thì cái đó là kỹ xảo của điện ảnh rất dễ. Nhưng khi các bạn diễn trên sân khấu không ăn gian được, các bạn đánh rớt một cái là ta biết liền. Ngày hôm sau người ta tung lên là người ta đồn là ôi giời ơi, Quốc Toản ra quân gì mà ông Quốc Toản lại rớt kiếm rớt đao, thánh gióng rớt côn. Đó, hai bà Trưng thì rớt kiếm thì cũng chết. Cái đó là mình có lỗi với các bậc tiền nhân. Thì cho nên tôi chỉ khuyên các bạn tuổi trẻ chúng ta phải học, nhất là các bạn nghệ thuật, phải ráng học võ cổ truyền, làm cái nền tảng, sau đó chúng ta làm cách điệu lên để chúng ta nâng lên sân khấu cho đẹp mắt. Đó là nhiệm vụ của các bạn học ở trên sân khấu và điện ảnh, để khi các bạn là cái người là truyền tải lại cho lịch sử oai hùng cho bao nhiêu thế hệ xem, mà các bạn không làm tròn nhiệm vụ đó là không được. Nên chính vì cái điều đó là chúng tôi chỉ mong ước là làm sao võ của mình được đưa vào khúc võ ngay từ lớp 1. Các em đã khỏe rồi, vì võ nó như là một thứ thuốc, nó bồi bổ sức khỏe cho mình, nó là nền tảng vững chắc cho mình để mình tiến, mình không bị mệt. Chính không có võ thì tôi chết lâu rồi các quý vị ạ. Tôi bị ung thư, hóa chất tàn phá cơ thể, đầu chọc lóc, tưởng chết rồi, 35 kg à, về tôi là tôi cảm thấy tôi bỏ nghề rồi đó. Nhưng mà nhờ võ tôi thoát hiểm, tôi cố gắng tôi luyện, rồi tôi đi tập, rồi tôi đi làm, rồi rất nhiều các mạnh thường quân, rất nhiều các ân nhân đã giúp đỡ cho tôi về vật chất lẫn tinh thần. Rồi chính các em khuyết tật cũng giúp cho tôi để lấy lại tinh thần. Vì các em tàn, các em không phế, các em mù, các em câm, các điếc, các em vẫn đang say tập luyện. Và trong đó mình bản thân như vậy thì mình phải cố. Cho nên là chính cái điều đó là trong cái xã hội thì tất cả đều là một cái việc là liên hoàn với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Thì qua cái chương trình này thì tôi cảm giác là rất cảm ơn công ty của chúng ta đã tạo cho tôi được phép nói chuyện và tâm sự với các khán giả, với các mạnh thường quân. Tại vì thực tế tôi có nhiều mơ ước lắm, nhưng mà chắc nó chưa đến câu hỏi đó nên tôi xin phép tôi nói. Vâng, Bình Minh xin cảm ơn cô rất nhiều. Một câu chuyện rất thú vị phải không các bạn? Công việc là vậy, nhưng còn cuộc sống thường nhật của cô Nguyễn Thu Vân thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây. Cái quạt mà cái mắt quét đâm đang lăn. 4 giờ sáng thì sư thì lên tụng niệm, thì em cứ trốn đi em dạy võ này mà em chả nhớ được câu tụng nó hết á. Mà tụng thì cứ xin khất nghiệp rồi cứ nói xin em thất nghiệp hoài à.